Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Fan PT Vlog. Sau khi đã tham quan làng đại học Con Sò thì bây giờ mình đang trên đường đi đến trung tâm của thành phố Reims. Mời các bạn cùng tham quan một số địa điểm ở trong thành phố được mệnh danh là thành phố của những vị vua này nhé. Ở Pháp thì hầu hết mọi người đều mua hàng hóa trong siêu thị, chỉ có một số ít chợ truyền thống là còn được giữ lại như là một nét văn hóa của người Pháp. Mùa hè năm nay thì thời tiết mát mẻ, có những ngày lạnh, không có giống như những năm trước, có những ngày nóng trên 30 độ luôn đó các bạn. Ở thành phố Reims có một chợ truyền thống bán thực phẩm. Bây giờ mình sẽ đi đến ngôi chợ đó nha các bạn. Thành phố Reims cũng là thành phố của những công trình kiến trúc đó các bạn. Hôm nay là một ngày cuối tuần và thời tiết cũng khá tốt. Ở ngay góc đường này mình thấy có một nhà hàng cà phê có kiến trúc khá đặc biệt, có tên là Le Boulangerie. Bên kia là khu chợ truyền thống đó các bạn. Bên ngoài là những xe lưu động bán đồ ăn nóng như gà nướng, bánh nướng, rất là thơm. Khung cảnh ở phía trước chợ cũng rất đẹp, có cây xanh và những bụi hoa này các bạn. Chợ truyền thống thường chỉ mở cửa vào ngày cuối tuần và nhất là vào mùa hè, vì vào những ngày này thì lượng khách mới đông. Tòa nhà của nhà hàng cà phê này rất lớn và đẹp nè các bạn. Mình nghe có tiếng đàn rất hay, đó là tiếng đàn accordion hay còn gọi là đàn phong cầm đó các bạn. Tiếng đàn này gợi cho mình nhớ đến tiếng kèn harmonica mà mình hay thổi chơi lúc nhỏ. Tiếng kèn được tạo ra khi mình thổi gió vào, còn đối với cây đàn này thì khi mình kéo và xếp lại, gió cũng vào và tạo ra âm thanh đó các bạn. Chú nhạc sĩ này chơi đàn rất hay, chỉ mong nhận được chút ít tiền thưởng từ khách qua lại. Phía bên kia người ta có đặt một cái máy có gen chùi tai để mình chùi trước khi vào chợ đó các bạn. Chợ truyền thống này có tên là An Central de Reims. Khi mới bước vào thì mình rất ấn tượng với gian hàng bán đồ lê ghim được trang trí đèn rất đẹp. Bông cải trắng bên Pháp gọi là chou-fleur, có giá là 2,8 euro, tương đương với 80.000 đồng đó các bạn. Khoai tây thì khoảng 30.000 đồng một ký. Còn có nhiều loại rau củ quả nữa nè các bạn, như cà chua, artiso. Còn đây là gan ngỗng đã được chế biến.
một chai 190g có giá là 24 euro, khoảng 600 ngàn đồng tiền Việt Nam. Cũng có những loại khác rẻ hơn nè các bạn. Đã trưa nên người ta cũng đã bán gần hết. Có một số gian hàng đã đóng cửa. Đây là quầy bán thịt. Người bán hàng này rất vui tính, luôn mời chào khách. Đây là điều mà những người thích giao lưu, nói chuyện rất thích. Ở chợ truyền thống thì có sự giao lưu gần gũi giữa người bán và người mua, nên nhiều khách hàng rất thích. Ở đây mình thấy có thịt nướng đúc lò, sosis, thịt bò. Người bán hàng giải thích là đã ra đây bán từ rất sớm, cho nên bây giờ chỉ còn một chút ít hàng. Kế bên là gian hàng bánh ngọt, rất hấp dẫn với nhiều loại bánh. Ổ bánh này có giá 6 euro là khoảng 150 ngàn đồng. Bên dưới là các loại bánh có nhân của nhiều loại như hạt hạnh nhân, nho, táo hay là sô-cô-la. Có giá từ 1 đến 1,5 euro là tương đương với lại 30 ngàn đồng. Đây người ta ghi là người ta cũng có thể làm nóng lại cho mình. Wow. Đây là những ổ bánh pate này các bạn. Những chiếc bánh ngọt này có kiểu dáng rất đẹp. Làm thử một cái. Merci, bonjour nè. Chợ truyền thống này được xây dựng trong vòng 2 năm, từ năm 1927 đến năm 1929. Đến năm 2010 thì được sửa chữa lại. Chợ có mái vòm cao 38 mét, rất đẹp nè các bạn. Chợ này rộng gần 20 mét và chiều dài khoảng 110 mét. Nhìn ngôi chợ này mình liên tưởng đến chợ Bến Thành ở Sài Gòn đó các bạn. Ngoài cửa ra vào chính thì chợ còn có những cửa phụ bên hông. Đây là gian hàng bán phô mai làm từ sữa dê. Cam trái vàng to nhìn rất ngon nè các bạn, có giá khoảng 5 euro, tương đương với 120 ngàn đồng. Kế bên là chanh vàng xuất xứ từ Espan và Tây Ban Nha, có giá khoảng 5 euro một ký, tương đương với khoảng 160 ngàn đồng. Chanh xanh của Brazil là gần 7 euro một ký. Còn đây là táo trồng tại Pháp, có giá gần 3 euro một ký, là khoảng 75 ngàn đồng.
Táo của New Zealand thì gần 4 euro một ký. Cam nhập từ Maroc thì có giá là 1,99 euro một ký. Cũng có kiwi của New Zealand nữa nè các bạn. Nhìn cảnh chợ này nhớ chợ Việt Nam mình lắm các bạn. Có một điểm khác là ở đây không có những quầy hàng bán thức ăn tại chỗ như bên mình. Còn đây là những quả mướp có hình dạng tròn và dài. Gian hàng này thì bán các loại đào và nho. Nho thì có giá là 2,8 euro. Nếu mua 2 kg là 5 euro, rẻ hơn. Tiếng rao chào mời của người bán hàng làm cho không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Kiwi thì bán trái, một trái là 1 euro. Củ tỏi thì giá hơi mắc, 14,9 euro là trên 300.000 đồng. Đây là một gian hàng lê diêm lớn, bán gần như đầy đủ các loại. Có khoai tây đỏ và vàng. Cũng có khoai lang nữa này các bạn. Đi mua ở chợ này mình thấy thích hơn là mua ở siêu thị. Vì khung cảnh nhộn nhịp ở đây rất vui. Món này mướp. Người bán hàng hỏi mình có muốn mua gì không. Nhìn rau củ quả ở đây rất tươi ngon nè các bạn. Hành bo ngô, rau chân vịt, nhiều loại lắm các bạn. Ở đây có bảng ghi vui lòng không đụng tay vào hàng hóa, người ta sẽ phục vụ cho mình và giữ khoảng cách trên 1 mét để bảo đảm phòng dịch đó các bạn. Chợ truyền thống này có tuổi đời đã 92 năm nhưng vẫn còn thu hút rất đông khách hàng. Đi chợ truyền thống cũng là một nét văn hóa của người Pháp đó các bạn. Nhờ hệ thống cửa sổ và cửa bên hông nên chợ rất sáng. Khung cảnh bên ngoài chợ rất đẹp nè các bạn. Bên hông chợ là những quán ăn và những tòa nhà có kiểu kiến trúc rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi đến nhà thờ Đức Bà Rang. Ở phía sau nhà thờ có một khu vườn rất xinh đẹp. Trên đường đi thì mình gặp đoàn người biểu tình nè các bạn. Do tình hình dịch bệnh tăng cao nên chính phủ đã đưa ra một số quy định nhằm khuyến khích người dân đi tiêm ngừa Covid-19. Nhưng có một số người không đồng ý nên đã tổ chức biểu tình để phản đối lại những quy định này. Trước khi biểu tình thì người ta xin phép chính phủ và chính phủ sẽ thông báo cho người dân biết
ngày giờ đó sẽ có biểu tình và sẽ có cảnh sát đi theo để kiểm soát tình hình đó các bạn. Bây giờ thì đoàn người biểu tình đã di chuyển đến gần nhà thờ Đức Bà Hans. Kế bên là tòa nhà ngân hàng của thành phố. Đây là bên hông của nhà thờ Đức Bà Hans nè các bạn. Đây là một trong những nhà thờ xưa cổ và lớn nhất của nước Pháp. Lễ đăng quang của hầu hết các vị vua nước Pháp đều diễn ra ở đây, nên người ta gọi nhà thờ này là nhà thờ phong vua. Bây giờ mình sẽ đi đến khu vườn xinh đẹp ở phía sau nhà thờ này. Mời các bạn xem tiếp ở phần sau. Mến chúc các bạn và gia đình luôn được bình an và xin hẹn gặp lại.